Vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 của sách Chân trời sáng tạo. Cô chào các bạn nha. Tới ngày hôm nay thì các bạn thuộc cái tựa đề sách của chúng ta rồi đúng không? Rồi, cô mời các bạn mở sách trang số 10. Hôm nay chúng ta chỉ làm có một trang thôi à. Bài 3, ngày hôm qua đâu rồi? Sách giáo khoa trang 18. Các bạn đã học sách giáo khoa rồi, câu chuyện đọc cái bài thơ ngày hôm qua đâu rồi, các bạn đã phân biệt được khổ thơ rồi, được chưa? Vậy các bạn đã thuộc hai khổ thơ yêu thích nhất rồi. Bây giờ chúng ta làm bài tập. Câu số 1, điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh. À, cái này các bạn làm rồi mà. Ok, ai còn nhớ nè. Cô sẽ giúp các bạn làm nhanh nha. Cô giáo, bạn tiếp theo là học sinh. Rồi các bạn viết chữ học vô. Nhớ vừa viết vừa đọc, không được quên cái dấu chấm nha. Hờ, o, cờ, nặng. Đó, các bạn cứ đọc như vậy đi sẽ nhớ. Sờ, y, nhờ. À, học sinh. Tôi phóng to cho các bạn nhìn dễ nha. Ok. Rồi, tiếp theo. Quyển sách. À, quờ, y, ê, nờ, hỏi. Sờ, e, chờ, sắc. Vậy là các bạn không bị nhầm. Ồ, cái này to quá, cô cho lên trên đây chút xíu rồi các bạn. Rồi, ở đây là bút mực. B, u, tờ, sắc. M, ư, cờ, nặng. Bút mực. Rồi qua phần tiếp theo, con mèo. C, o, n, m, e, o, huyền, con mèo. Đấy các bạn thấy không, mình khi mà mình vừa viết vừa đọc như vậy, viết tới đâu đọc tới đó thì làm sao quên được. Rồi sau đó các bạn đánh vần lại, e, con mèo. Đúng rồi đó. Rồi con trâu. C, o, n, tr, ở, u. Cây dừa. C, ở, y, y dài. Giờ, ư, a, huyền, cây dừa. Cây cam. Cờ ở y dài. Cờ a mà. Ok, các bạn làm xong rồi phải không? Có nhiều bạn biết nhanh hơn cô mà còn đẹp nữa. Bài tập số 2, đánh dấu tích vào ô vuông trước câu dùng để giới thiệu. Câu nào là câu giới thiệu các bạn? Nhớ không? Còn nhớ không? Câu 1, em là học sinh lớp 2. Câu tiếp theo, em rất thích học bơi. Câu tiếp theo, em đang tập thể dục. Câu nào giới thiệu đây? Em là học sinh lớp 2 nè. Vậy là câu này các bạn đánh dấu tích vào đây. Ok. Bài tập số 3, viết 1 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em theo mẫu. À, cái này mình cũng làm rồi đấy các bạn nhớ không? Người ta chỉ cần các bạn viết 1 đến 2 câu, các bạn viết 1 câu cũng được, viết 2 câu cũng được, mà người ta cho các bạn 4 hàng viết 4 câu cũng được ha. Ok. Hồi nãy câu ví dụ nè, ai, cái gì, con gì. Rồi bên đây là gì? Ai thì mình sẽ đặt là bạn Ánh, thì ai này cô sẽ đặt là bạn gì các bạn? Bạn Mai hoặc là bạn Tâm, bạn Huy. Các bạn muốn đặt tên gì cũng được nha. Hoặc là các bạn xem tên ai đó, các bạn đặt vô. Là tổ trưởng, tổ em. Vậy mình không nói tổ trưởng, nói khác đi. Là lớp phó lớp em, là lớp trưởng lớp em. Được không? Đó. Là lớp trưởng. Lớp trưởng đi nghe cho nó hoành tráng. Lớp em. Đó. Hoặc là các bạn có thể viết của lớp em, tại do cô phóng to quá cô bỏ tắt chữ của đi á. À, cô chấm một cái. Rồi bây giờ cái gì, con gì, cô chọn con, cô viết xuống dưới đây đi nha. Con thỏ đi. Con thỏ rất là dễ thương. Con thỏ là vật cưng yêu quý của em, hoặc là vật cưng của em đó. Thấy chưa? Đó, các bạn muốn viết ra sao các bạn viết. Vậy thì cô đã đủ yêu cầu 1 đến 2 câu, cô viết 2 câu rồi. Wow, bài tập đến đây là xong rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ngẫm lại cái phần bài tập làm của mình đi. À, các bạn làm rất là nhiều bài rồi đó.
Rồi, cô chúc các bạn học giỏi nha. Hôm nay chúng ta làm bài tập rất là nhanh, tại vì chúng ta đã được học trong sách giáo khoa rồi. Thì bây giờ các bạn học ở trong vở bài tập làm rất là lẹ. Các bạn nhớ lại, làm lại lần nữa. Thì các bạn làm rất là lẹ. Rồi bây giờ các bạn học xong rồi, các bạn chỉ tay vô đọc từng từ. Từ nào khó quá các bạn viết, tập viết ra trong vở Oli nhé. Rồi, các bạn ơi, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh của cô. Ai nhấn rồi thì thôi nha. Còn ai mà chưa nhấn thì nhấn đăng ký mới cho cô, để cái video của mình á, nó chạy lên hàng đầu ha. Nhiều bạn biết tới và các bạn sẽ được xem thấy nhiều kênh, nhiều cái video của cô tiếp theo. Rồi các bạn không quên chia sẻ video của mình vào trong Zalo hoặc là Facebook, hoặc là vào trong tin nhắn cho bạn bè của mình nhé. Hoặc là chia sẻ vào trong chính mình, để khi mình tìm video lại ha, để mình học lại thì mình sẽ tìm nhanh hơn. Rồi, cô chúc các bạn học giỏi nha. Thank you so much and goodbye.